Xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi ngày 30 tháng 3. Đăng Trường chúc mừng sinh nhật Cẩm Ly bằng ảnh sang xịn mịn, netizen đã suýt xoa vào huyền thoại là đây. Và mối quan hệ tốt đẹp giữa Đăng Trường và Cẩm Ly sau hơn 2 thập kỷ khiến nhiều khán giả vô cùng ngưỡng mộ. Đăng Trường và Cẩm Ly luôn được nhiều khán giả mến mộ bởi những màn song ca đầy nổi tiếng ở các sân khấu lớn nhỏ. Cả hai không chỉ sở hữu giọng hát truyền cảm mà còn là phản ứng hóa học đã bùng nổ mỗi khi biểu diễn cùng nhau. Và mới đây, nhân dịp Cẩm Ly bước sang tuổi mới, Đăng Trường đã chủ động đăng tải hình ảnh chụp cùng người đồng nghiệp thân thiết của mình. Những lời chúc anh Bo dành cho chị Tư khiến khán giả vô cùng thích thú và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình bạn đẹp đẽ của cả hai. Cụ thể, Đăng Trường đã nhắn nhủ cho Cẩm Ly như sau: anh Ba chúc mừng sinh nhật chị Tư. Chúc chị Cẩm Ly sinh nhật vui vẻ, luôn hạnh phúc và luôn được chồng con yêu thương, ước gì được nấy. Và điều quan trọng luôn luôn là mạnh khỏe để Trường với Ly có thể tua sâu âm nhạc với các nơi nhé. Và trong đó thì Cẩm Ly đã từng tâm sự về sự an ý giữa cô và Đăng Trường như sau: tôi và Đăng Trường kết hợp với nhau vô cùng ăn ý và hợp, hiểu ý nhau. Nhiều khi chúng tôi không cần nói gì, chỉ cần nhìn nhau là hiểu ý và biết phải làm gì tiếp theo. Sau này Đăng Trường hát với rất nhiều người nhưng chính Trường phải thừa nhận giọng tôi và Trường quyện nhất với nhau. Đặc biệt tôi với Đăng Trường kết hợp song ca bài nào cũng thắng. Và khi lên sân khấu, tôi và Đăng Trường cũng diễn rất là tình cảm. Ánh mắt nhau cảm xúc như thật nên ai cũng tưởng ngoài đời yêu nhau. Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng đã để lại những lời chúc mừng tốt đẹp nhất dành cho Cẩm Ly. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng Đăng Trường và Cẩm Ly chính là cặp đôi song ca huyền thoại nhất. Và đó là thông tin ngày 30 tháng 3. Anh em nhấn like chia sẻ nhé. Tạm biệt anh em, nhớ đăng ký và chung.